Thưa quý vị, dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội có ý nghĩa quan trọng, tạo dư địa rất lớn cho sự phát triển vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, vùng đồng bằng sông Hồng trong thời gian tới. Để có thể hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng vào tháng 12 năm 2023, hiện các địa phương trên địa bàn thành phố Hà Nội đang tăng cường công tác quản lý đất đai cũng như thực hiện việc đền bù, tái định cư, bảo đảm quyền lợi của người dân. Nhà anh Nguyễn Văn Tường tại huyện Mê Linh có 300 mét vuông đất thuộc diện phải thu hồi để dành cho đường vành đai 4 vùng thủ đô. Theo kế hoạch, anh sẽ phải chuyển sang nơi ở mới thuộc phần đất tái định cư do địa phương bố trí. Tuy nhiên, là người dân, anh rất đồng tình với dự án này, đồng thời cũng mong muốn nhà nước có cơ chế bồi thường thỏa đáng. Gia đình phải chấp nhận thôi, cái này cũng không ai muốn cả. Còn bây giờ là gia đình yêu cầu là mong muốn là coi giờ chúng tôi tái định cư ở chỗ nào cho nó sạch sẽ và cho nó cao giáo. Mê Linh là một trong 7 quận huyện của Hà Nội có tuyến đường vành đai 4 đi qua với chiều dài đoạn tuyến 11,2 km, tổng diện tích giải phóng mặt bằng dự kiến gần 193 ha. Lãnh đạo huyện cho biết, ngay sau khi dự án đường vành đai 4 được phê duyệt, huyện tăng cường công tác quản lý sử dụng đất trong phạm vi dự án. Trước khi thu hồi đất, có văn bản nghiêm cấm cấp quyền sử dụng đất tách thửa. Huyện đã xác định các vị trí để báo cáo thành phố về việc đầu tư đối với lại các cái dự án tái định cư, đảm bảo để mà khẩn trương nhất, nhanh nhất để có được những cơ sở hạ tầng, có những cái quỹ đất để phục vụ cho nhân dân tái định cư. Theo quy hoạch, tổng số gần 113 km đường vành đai 4 sẽ có khoảng 58 km đi qua địa bàn 7 quận huyện của thủ đô, gồm Sóc Sơn, Mê Linh, Đan Phượng, Hoài Đức, Thanh Oai, Thường Tín và Hà Đông. Hà Nội phấn đấu đến tháng 6 năm 2023, công tác giải phóng mặt bằng đạt 70% khối lượng. Đến tháng 12 năm 2023, hoàn thành 100% kế hoạch và bàn giao toàn bộ mặt bằng để triển khai dự án. Quan trọng nhất vẫn là mặt bằng. Mặt bằng quyết định tất cả. Là chúng ta đang lên một dự án rất quan trọng. Và cũng muốn là làm mẫu mực. Nếu mà kéo đến 2024 nữa thì vô cùng là nó như vậy. Mà chúng tôi đã có cái đà rồi, chúng ta làm tổng thể cái giải phóng bằng. Dự án đường vành đai 4 vùng thủ đô được chia thành 3 nhóm với 7 dự án thành phần, bao gồm 3 dự án giải phóng mặt bằng ở Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên. Sơ bộ tổng mức đầu tư của dự án là 85.800 tỷ đồng, chuẩn bị đầu tư năm 2022, cơ bản hoàn thành năm 2026, khai thác năm 2027.